em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Sáng hôm nay thì em cũng có dịp em đi vòng chôm để mình đi công việc đó, thì em cũng có đi ngang ở chợ Hương Điểm của xã Tân Hào, huyện Vòng Chôm, tỉnh Bến Tre. Thì em cũng sẽ ghi hình một tí ở chợ Hương Điểm để chị mình xem không khí những ngôi chợ quê ở Bến Tre nha. Đây là thuộc xã Tân Hào của huyện Vòng Chôm anh chị ha. Chợ Hương Điểm đây thì em thấy một ngôi chợ cũng rất là lớn. Ở con đường thì mình cũng còn đang làm nè, nên là đường còn đổ đá lởm chởm. Công viên ở chợ thì cũng thấy buổi sáng giờ này là tầm 8 giờ nhưng mà cũng rất là nhộn nhịp nha. Đây là chợ Hương Điểm. Ở công viên bên ngoài thì cũng có những cái quán cà phê nè, có thể là mình sáng uống cà phê rồi xong bắt đầu mình sẽ đi chợ ha. Chợ Hương Điểm. Buổi sáng ở chợ thì cũng tương đối là nhộn nhịp nha anh chị. Đây thì có cái bảng là mình sẽ cấm các xe vào, chủ yếu là mình đi bộ vào thôi, cho nó chợ nó không có kẹt xe lên gì ha. Bây giờ em sẽ đi vào chợ tí xíu nha. Em sẽ đi cái hướng bên này đi. Đây là cô này, cô bán sữa đậu nành và tàu hũ nước đường ha. Cái cây bánh trái đầu thấy rất là chợ cũng rất là sung túc. Các hàng bánh rồi nè. Đây thì các bà cũng bán rau, bán chuối ở ngoài đây. Dạ con chào ba. Chợ thấy công viên cũng rất là lớn anh chị. Chợ cũng tương đối là nhộn nhịp nha. Đây là bánh mì ngọt. Ở Bến Tre thì chợ lúc này á, các chợ thường hay vắng khách anh chị, chứ cũng không có đông đúc và nhộn nhịp nhiều. Đi thì nhiều khi mình chỉ có thấy là người bán thôi, người mua thì rất là ít. Bà để bán me. Đây là khuôn viên ở trong chợ thực phẩm. Chợ thực phẩm buổi sáng thì cũng rất là nhộn nhịp ha. Đây là cà chua giường. Cà chua giường của mình ngày xưa. Dạ con chào bà. Cái này là cà chua giường của mình nè ha bà ha. Đây đó cà chua dầm á. Dạ. Cà chua ngày xưa nhớ trái bự chảng chứ không phải tròn như của Đà Lạt mình. Dạ. Chợ đây mình bán thấy cũng đông vui nhộn nhịp quá ha bà. Dạ. Dạ, dặn chút bà bán đắt nha bà. Dạ. Dạ. Dạ không, con không mua. Chợ thì mình dài ra tới phía sau luôn. Dạ. Đây là bánh khóm.
các chợ thì đa phần là mình sẽ làm những con đường nó thông thương anh chị, như là chợ thì mình sẽ có cái đường thông thương đi bộ nè, và có cái đường ghe ở phía sau lưng, nên là chợ nào chị thấy thường có một cái bến đò, người ta cũng quy hoạch các điểm như vậy đó, để mà nhiều khi mình vận chuyển hàng hóa rồi đó cho nó tiện ha. Đây là như là một cái bến đò, có thể là ghe mình đậu mình xuống hàng đâu đây cũng được nè. Đây là khu vực Nhà Lồng. Ở đây như là mấy chị, đây là những hàng cá rồi chị ha, hàng cá. Hàng cá dự chản luôn nè. Đó, dự chản luôn. Còn đây là đồ dương, đồ dạng đồ đồng, có tôm, có cá. Đây là con cá này, con cá ngát. Chợ Hương Điểm buổi sáng thì nhộn nhịp nha, cá đối. Đây cũng là cà chua. Rau cải nhìn nè, bà con bán cũng rất là sung túc ha. Đây thì mình đi thẳng là ra một con đường bên ngoài nè. Ở trong Nhà Lồng thì mình có những cái sạp đồ cao ráo để đồ rồi cho nó cao ráo, là mình dễ bán. Còn bên ngoài thì đa phần là bà con mình ngồi ở ngoài đường vậy. Trái cây, rau cải. Vô đây thì bắt đầu là những gian hàng quần áo ha. Cũng là như là quần áo, rau củ, thực phẩm rồi đó anh chị. Dạ. Dạ con quay chợ, chợ cho người ta xem. Dạ. Dạ. Dạ để tự nhiên cho chợ nó thấy mấy cô thoải mái. Dạ. Dạ. Dạ cái này là tàu hũ nước cốt dừa. Dạ. Dạ. Dạ thôi con không ăn, con đang đi quay xíu. Dạ. Dạ con chúc cô ăn đắt nha cô. Dạ con ở Bến Tre đây nè. Dạ. Đi quay chợ cho khán giả người ta xem. Mình tự nhiên nặng cơm với hai. Dạ. Tại sao ngồi những thoải mái mấy cô, thoải mái là được. Dạ. Dạ dạ con đi nha mấy cô. Đây là đa phần là hàng rau củ rồi đó anh chị. Đây là đu đủ dường. Hàng ngày bán được không bà? Dạ. Dạ cái này là đu đủ dường mình ha. Nhìn ngon quá trời luôn. Cái này là nó ruột, ở trong nó ruột đỏ không bà? Ruột đỏ em. Dạ. Trái này chín ăn dừa không? Chín nè, nè ngon nè. Dạ, dạ đâu cần con tới đó ha. Dạ. Đu đủ nhìn rất là ngon anh chị. 10.000 hả? Cũng rẻ ha. Dạ. Đu đủ này là dạ. Chín ngon nè, còn bên đây là nó hơi cái này là để mình về mình bào nấu canh ha. Muốn làm gì đó làm. Dạ. Cái này nữa không? Dạ thôi, con mua về con thấy trái đỏ nó ngon mua về ăn. Đường mà ở quê dạ. Dạ. Dạ rồi con gửi. Đâu có tiền thối là có tiền thối không? Bán thì không có tiền thối em con thấy không? Dạ. Để về để con lấy 10.000. Dạ rồi. Dạ rồi con cảm ơn cô. Con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Đu đủ giường.
đu đủ thường một trái thì nó một cây nó rất là nhiều trái anh chị, nhìn rất là ngon. Này về mình ướp đá, ướp lạnh là ăn là được rồi. Dạ, dạ rồi con chúc cô bán đá. Dạ, dạ. Đây là bằng muối. Đó, nhìn rất là ngon. Dạ ăn chào mấy cô. Dạ chào mấy cô. Dạ chào chị. À mua trái đu đủ. Dạ. Dạ. Cái này hả chị? Sò này hả chị? Sò này sò gì chị? Sò keo hả? Đâu bán cho 1 ký đi. Dạ. Nhìn ngon quá trời ha. Đây chợ mình sáng thấy nhộn nhịp hả chị? Dạ. Bây giờ là 4 giờ đã có người rồi. 4 giờ sáng hả chị? Dạ. Dạ. Lấy ăn từ từ ha. Dạ. Mua hồi về cho mấy đứa nhỏ nó ăn luôn. Ăn luôn chứ mà không á. Chừng nào mới ăn được chị? Phải 2 bữa ăn. 2 bữa ha. Dạ. Em cũng em luôn nha, 3 ngàn. Dạ rồi, em gửi. Này thối tiền. Dạ rồi. Đi mua một số trái cây về cho mấy đứa nhỏ nó ăn anh chị. Trái cây vừa cũng ngon. Rồi, chúc chị bán đắt nha. Dạ. Đi vòng vòng hỏi là đồ về nhà là có đồ ăn anh chị. À, đây là bánh tét. Bánh tét. Ở đây thì đa phần là những hàng rau cải. Dạ. Nay chợ về là đông á chị. Có chợ em thấy khi cũng vắng. Dạ. 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 Đi ngày thường thử xem coi chợ mình như thế nào. Dạ. Nhưng mà thấy vậy là cũng là đông đúc nhộn nhịp á chị. Dạ. Dạ. Ở đây chị bán hủ tiếu hả chị? Hủ tiếu để lòng ngon lắm. Dạ. Em mua trái cây về cho mấy nhỏ nó ăn. Dạ rồi em chúc chị bán đắt nha chị. Em ở thành phố Bến Tre đây chị. Em ở Bến Tre đây luôn. Dạ. Dạ đúng rồi, em là cái kênh YouTube Bến Tre ngày nay á chị. Dạ. Dạ. Dạ rồi em chúc mấy chị bán đắt nha. Dạ. Chợ thì đâu đâu thì cũng là thực phẩm rồi đó anh chị ha. Đây thì chợ đây ít có thấy các loại bánh. Này là rau dường. À, này là bùn ngót. À, lát cách. Dạ cho dạ cô. Dạ. Này mình bán là toàn là rau dường không hả cô ha? Rau dường hả? Dạ thấy có gì mùng tơi rồi nè. Dạ, rau má, rau dền. Dạ. Dạ. Ở chợ quê mình thì bán rau vườn nhìn nó ngon. Dạ. Rồi giờ rồi con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. À, những cái củ chuối rồi đó anh chị. Mướp. À, chợ nào thì buổi sáng thì nhộn nhịp như vậy là vui. Còn đây là cá lóc. Cá lóc này giống như cá lóc đồng mình nè. Chợ thì có bà con cũng đi chợ vậy thì nó vui anh chị, còn có chợ thì hơi thưa vắng khách. Dạ con không có mua. Ở trong đây thì đa phần như là những cái hàng tiêu dùng. Hàng tiêu dùng đơn giản. Dàn hàng bánh trái đó ha. Nhìn là hàng này là hàng đồ đồng của mình nè. Đó, cá rô, ốc, tôm. Ốc đắng. Dạ. Ốc đắng. Dạ. Này còn ốc đắng hả chị ha? Dạ. Đồ vườn không nhìn ngon quá trời luôn. Dạ. 30 ngàn một ký ốc đắng.
đây là dưa hấu. Thì bà con mình cũng bán dài dài ở ngoài mặt tiền, ngoài đường nha anh chị. Có là khóm rồi nè. Nhãn, thanh long. Dưa hấu 5.000 một ký, thanh long 5.000 một ký, thanh long 7.000 một ký, 3 ký 20.000 bao ngọt. Thường ở trong công viên nhà lồng thường thì người ta cũng bán thêm như là quần áo và hàng tiêu dùng đó anh chị ha. Trong chợ nhà lồng thì thường thường vắng. Ở phía bên ngoài thì bà con bán rau cải thức ăn thì vui hơn. Đây là bán một chiếc chai. Một chiếc chai. Dạ bán cho một tô chiếc chai. Đi làm một hồi thì cũng hơi đói đói nên là em cũng ghé ăn tô tiếu chai, bắt đầu chút xíu mình đi làm tiếp anh chị ha. Dạ con vừa ăn nhưng vừa quay phim. Dạ. Dạ. Dạ, con chú con đi quay chợ cho khán giả người ta xem về chợ á, các chợ ở Bến Tre mình á. Dạ. Dạ, con lên kênh YouTube Bến Tre Ngày Nay á. Dạ. Đi rồi đói mình ghé mình ăn xíu gì mình đi tiếp. Dạ. Dạ. Chủ yếu cho khán giả người ta xem lại chợ. Dạ. 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 Chợ Hưng Điểm hôm nay thấy cũng lớn, sáng đông vui. Có chợ nhiều khi hơi vắng. Dạ. Vậy là bình thường đông dữ lắm hả cô? Dạ. Dạ. Dạ con ở Bến Tre đây luôn. Dạ. Dạ đi mình nè, sẵn ăn đi làm á. Đây. Đầu giờ cái em sang nhẹ nhẹ một tô tiếu chai nha, nhìn hấp dẫn ghê chưa? Ừ. Anh hấp dẫn ghê chưa? Ăn hủ tiếu với mình cũng cho thêm một ít rau vậy nè, ăn cho nó ngon anh chị. Dạ được. Dạ. Con quay hết chợ luôn á. Nãy giờ con cũng đi vòng vòng, con đi quay vòng vòng ở chợ mình mà. Dạ. Ở dưới Dòng Chôm đây thì mấy chợ thì bà con vui vẻ. Có chợ đi quay người ta không thích, người ta rầy. Người ta rầy. Em mời anh chị cùng ăn sáng nha em nha. Chợ vui Tân Hào vui vẻ ha. Dạ. À, nhìn rất là ngon anh chị ha. Em đi sáng thì thích ăn một tô hủ tiếu chai vậy nè. Nhưng mà em là không có phải ăn chay nha. Ăn chủ yếu là lâu mình ăn chay cho nó thanh đạm thôi. Dạ con chào cô. Ở đây chợ mình bán hàng ngày bán được nhiều không cô?
bán cũng được, không bằng mấy năm trước. Dạ. Lúc Sula là bán hơi chậm chút. Dạ, do là... đông dữ lắm á. Do dịch ha cô? Dạ, đúng rồi. Dạ. Nó cũng chậm. Dạ. Khách hàng cũng hơi thương chút đó con. Dạ. Hồi sáng con dạo thấy, con thấy chợ bên trong, ở bên trong chợ chợ rau thấy vui, thấy đông vui. Dưới thì đông, khúc tình người dân. Dạ. Giờ không đông bằng năm trước con. Dạ. Đông dữ lắm á. Dạ. Ở đây chợ Hưng Điểm con thấy đâu có nhỏ, đâu có nhỏ, đâu có thua chợ Vòng Chơm đâu. Chợ Vòng Chơm hồi Tết con đi thấy cũng tương đối chứ không đông. Chỉ vì hôm từ khi 2 năm nay con lướt là dạ. Hồi chút á. Dạ. Chung chút dữ lắm á. Dạ. Bộ mua bán người ta đi gần gần bán cũng dữ dằn lắm. Dạ. Giờ thấy không, con mồi gần giống que trơn. Dạ. Bây giờ 9 giờ rồi. Dạ. Còn người ta đông á. Dạ. Dữ lắm đó con. Dạ. Ở đây rồi cô, ở đây rồi cô bán mặt hàng gì cô? Đồ chơi. Đồ chơi hả? À, đồ chơi trẻ em. À, dạ. Kia thì giày dép của cô. À, giày dép hả? Cái quầy giày dép cô luôn hả cô? Nè. À. À, bên đây cô bán giày dép luôn. À. Vậy là bán gì mà đông người bán không cô? Đủ vài bao quầy. Chợ này tính là 3-4 quầy bán. À, vậy là rồi xong rồi mình ở nhà, người nhà mình bán với nhau ha cô, dạng như mình cũng phụ hay là cô thuê người? Đây người chủ má mấy người với nhỏ này. À dạ. Dạ, vậy là chia ra cho mấy anh mấy chị bán nhỏ nhỏ ra. Cô bán đó à. Dạ. Con cô bán đây. À dạ. Hai đứa con à. Dạ. Dạ. Ở mình có mặt bằng ở chợ vậy bán cũng được ha cô ha. Dạ. 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 Tiệm nào tiệm mấy cũng vậy đó con. Dạ. Ảnh hưởng hết trơn à con. Dạ. Nơi đâu cũng vậy. Dạ rồi con cũng chúc cô mua may mắn đắt nha cô. Chúc con trên đường đi vạn sự bình an nha. Dạ. Nhiều điều may mắn nha con. Dạ, dạ rồi con cảm ơn cô. Dạ. À, các quầy ở trong nhà lồng thì anh chỉ thấy một số quầy đóng cửa cũng nhiều. À, đa phần thì là người ta bán ở ngoài mặt tiền thì nó dễ bán hơn. Xe mình cứ việc đi tới là mình bán thôi. Còn ở khung viên nhà lồng thì mình phải gửi xe để mình mới vô được. À, ở đây là khu vực kinh doanh ăn uống. Đây là khu vực kinh doanh ăn uống. Dạ, con chào mấy cô, mấy chị. À, đây mình bán bánh dân gian. Dạ. Hồi nãy em không có thấy cái gian hàng, không thấy cái khu vực trong này. Hồi nãy ăn sáng ở bên ngoài. Dạ. Gian hàng trong này bán ấy, gian răng chứ gì. Dạ. Nhưng mà ở đây mình bán bánh dân gian rồi nhìn thấy ngon. Ừ, này là bánh dân gian trong á. Dạ. Nhìn ngon, bánh trái rồi nhìn ngon. Dạ rồi, con chúc chị bán đắt nha chị. Dạ. Dạ. Dạ chị. Dạ. Đây thì các gian hàng bánh. Bánh dân gian nữa đó. Nhưng mà bây giờ cũng về bớt rồi. À, đây là chè. Dạ chào cô. Bán chè, bán xôi. Dạ. Chè mì với chè đậu. Bánh lọt. À, nhìn rất là ngon. À, bịch này bao nhiêu bịch cô? 5.000 bịch. Dạ, dạ bán cho 1 túi thôi, có mình ăn à. Dạ, đi ăn mình. Dạ. Ở đây giờ này bắt đầu là thưa rồi hả cô ha? Sáng giờ thưa rồi. Dạ, nhưng mà sáng là chắc đông hả cô? Sáng cũng được. Dạ. Là mùa dịch thì chợ thưa hơn hồi đó. Dạ. Nhưng mà thấy ở ngoài hàng rau rồi thấy vui. Tại vì thường thường con đi ít nào dám bước vô trong nhà lồng. Sau khi người ta bán hàng tiêu dùng á, nhiều khi cái người ta bán chậm cái người ta không có được vui. Dạ. Còn hàng bánh thì thấy sung. Dạ. Hồi nãy con có tham quan rồi. Dạ rồi con chúc cô bán đắt nha cô. Dạ. Dạ. À, ở đây thì người ta bán xung quanh thức ăn bánh kẹo rồi đó chị ha. Nhìn cũng còn xuống đây là xuống tiếp tới khu vực hàng rau rồi. À, anh chị thấy thì khung viên ở bên trong chợ Hưng Điểm của huyện Vòng Chơm thì chợ rất là lớn nha anh chị. Thấy buổi sáng thì bà con đi chợ rồi cũng rất là nhộn nhịp nha. À, các chợ khác thì rất là thưa. Còn chợ Hưng Điểm thì em thấy đông vui anh chị. Dạ con về nha cô. Dạ cái kênh Bến Tre ngày nay á cô. Dạ dạ. Dạ Bến Tre ngày nay là vô. Dạ Bến Tre ngày nay là cái kênh của con. Còn con tên Hồ là như con nói cái tên của con. Dạ dạ. Mình gõ vô chữ Bến Tre ngày nay là được. Dạ rồi con về.
Thì video của em bây giờ mình sẽ kết thúc tại đây nha. Thì có dịp thì trên đường đi làm thì em cũng sẽ ghi hình ở các chợ, chợ quê Bến Tre đó, để gửi những hình ảnh ở chợ quê để anh chị mình cùng xem lại nha. Bây giờ thì em sẽ đi tiếp thôi.